Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin nóng nhất mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 22 tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh họp bàn cách thoát ế cho bến xe miền Đông mới. Hôm nay 22 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp với các đơn vị liên quan về việc tổ chức khai thác bến xe miền Đông mới sau phản ánh của báo chí việc bến xe này ế khách. Theo đó, mặc dù đã đi vào hoạt động gần 2 năm, từ tháng 10 năm 2020, nhưng bến xe miền Đông mới, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, được xem là bến xe lớn nhất nước, vẫn điều hưu, lượng khách đến đây mỗi ngày chỉ có vài chục lượt. Trong khi bến xe miền Đông hiện hữu, dù đã chuyển 22 tuyến xe ra bến xe miền Đông mới, hàng ngày vẫn có hàng chục ngàn lượt khách đến và đi tại đây. Mới đây nhất, chủ đầu tư dự án bến xe miền Đông mới, Tổng công ty Cơ khí Sài Gòn, đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xem xét giãn thời hạn di rời các tuyến tiếp theo, các tuyến còn lại trong bến xe miền Đông cũ ra bến xe miền Đông mới. Hàng không tăng tần suất bay kỷ lục. Ông Đặng Anh Tuấn, trưởng ban truyền thông Vietnam Airlines, cho biết giai đoạn cao điểm giữa tháng 7, hãng khai thác tới 430 chuyến mỗi ngày, trong đó tập trung vào mạng nội địa. Còn Vietjet cho hay hãng này khai thác 450 chuyến mỗi ngày, tăng gấp 1,5 lần so với các đợt cao điểm trước đó. Tần suất chuyến bay cao điểm hè mức kể trên là tăng đạt kỷ lục trên đường bay cả nội địa lẫn quốc tế. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo cảng vụ hàng không miền Nam đánh giá lượng khách qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ giữa tháng 6 đã tăng mạnh, thậm chí có ngày khai thác gần 800 chuyến với 114.000 lượt khách. Đây là lượng khách vượt cả dịp cao điểm lễ 4 và một số ngày dịp Tết Nguyên đán. Chiều nay, tòa phúc thẩm tuyên án cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6, diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ án mua chế phẩm Redoxy 3C trái quy định, ông Nguyễn Đức Chung kêu oan. Đến cuối phần tranh luận, ông Chung bất ngờ nhận trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nói đã nhận thức được trách nhiệm trong việc chỉ đạo thử nghiệm mua bán chế phẩm Redoxy 3C. Trong phiên xử chiều ngày 21 tháng 6, hội đồng xét xử cho biết gia đình ông Chung đã nộp thêm 15 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Ở giai đoạn sơ thẩm, gia đình ông Chung đã nộp 10 tỷ. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Chung đã nhận thức được trách nhiệm của mình và gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đức Chung. Trước đó, tại phần luận tội và đề nghị mức án, Viện Kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Chung, cho rằng tòa sơ thẩm kết tội, đúng pháp luật, không oan. Hội đồng xét xử sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo vào chiều nay ngày 22 tháng 6. Cho phép một số cơ chế đặc thù với Đà Nẵng. Nghị định 40/2022 vừa được Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định 144/2016, quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố được xem xét quyết định đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng từ nguồn ngân sách thành phố, trong trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định hiện hành. Tổ chức sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án, được cho thuê lại đất sau khi đã đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định cơ chế tài chính, thẩm quyền xác định và quyết định giá cho thuê, đối tượng cho thuê đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.